nữa hả? Vợ, đó. Vợ Lâm nè, phát biểu tiếp đi. Tôi lên YouTube để cho bà là nổi luôn á. Bà cho người đó thôi, em sợ. Rồi, đủ rồi. Em sợ rồi, em sợ rồi. Sợ cái gì, lên YouTube có sợ không? Tôi hỏi vợ ông Lâm nè. Lên YouTube có sợ không? Nói đâu sợ. Biết đâu cái chuyện đâu mình lên được nổi tiếng cái trở thành lắm. Thấy chưa gì anh ấy nói nổi tiếng là coi như nó bị sốt. Là vì nó có thể nó thì như cái con bà sơ gì bên Ý đó, bây giờ bà nổi tiếng rồi. Bây giờ là bà Úc, bà Triệu, bây giờ là bà Triệu đấy. Bà Tim á. Ờ đó, bây giờ bà đi đâu là nó tiếng rất là bà Triệu đấy. Cô Tim á hả? Ờ, nó vô YouTube mà đưa lên. Rồi bây giờ ai cũng coi, ai cũng tới cả. Bây giờ bà là bà Triệu á. Gây quỷ cho làm đủ thứ. Anh Vũ hả? Quy phát biểu vài câu lấy kỷ niệm với hai bác với lại bác Lâm, hai bác Lâm luôn con. Dạ, con thay mặt gia đình con rất hân hạnh được gặp các bác, bạn của ba. Hôm nay có dịp gặp các bác. Bác đi thăm Tiểu Môi cũng gia tình, hy vọng một thời gian con có thể gặp lại các bác sau. Hay quá, cảm ơn Quy. Rồi, trọn vẹn kia là trọn vẹn rồi. Hey, come on. Vô đi. Rồi, ai phát biểu gì cứ phát biểu đi. Ê, đích đó, làm lại. Làm chiếu đi chứ. Đích rồi, em bây giờ đi ghen vô là em không. Lái xe hôm nay. Ok, vô. Con, cầm lên chai làm ly. Lên chai bình cái nè. Ở Việt Nam thì nó không nói là YouTube mà nó YouTube. 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 Nó chị ơi, chị vô YouTube đi. YouTube. Việt Nam mình có nhiều từ chú ha. Thì nó đọc tới Việt Nam á, tôi chú thứ tu bê. Còn á, chuẩn bị lái xe. Chị nói là trời ơi. Đủ thuốc thôi mày. Ờ, đủ thuốc rồi. Ngoài thuốc nữa. Ông xã của tôi á. 8 triệu đó mày. Việt Nam là 8 triệu đó. Rồi vô. Mời vô đi. Cảm ơn con nha, cảm ơn con. Đã lái xe cho. Chúc là tôi uống cái này. Hai bác đi vòng vòng thành phố tham quan. Giỏi, trai giỏi. Là chị nói là tôi siêu âm mộng. Trời ơi, còn nhiều từ, bà này bác nhiều từ quá. Là hiểu á. Hiểu à, siêu âm là hiểu hả? À? Lâm phát biểu mày. Tôi hiểu, biểu, tôi này hiểu ông chồng tôi hơn ai hết. Nên tôi siêu phát biểu rồi, bữa hôm nay sao? Từ mới rồi. Phát biểu lại nó đi chú sĩ. Mày là chú sĩ tao đó. Chú sĩ, mày chú sĩ đi. Đặc biệt á, là bữa nay á, có một cái người bạn cùng quá, thấy không? Rất là xa số 18 tiếng lấy xe, ok, từ Georgia qua thì không dễ. Và mặc dù ở rất là gần 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà vì công việc làm anh Phi không gặp nổi đâu. Ok, bữa nay không vì tình bạn thì không ai đến nổi. Đúng, câu này đáng mình là tình bạn. Thôi mày lắng nghiệp, mày lắng nghiệp. Ông nói vậy câu thôi. Lên YouTube đàng hoàng cái bộ. Trời anh nói đừng có mắc cỡ, không có cỡ. Em mới gì nói rồi đó, anh nói lên, anh Phi với bạn bè dẹp xong quán bến luôn. Lên YouTube đàng hoàng, đừng có ngượng. Nói đùa, nói giỡn chơi với bà này không có ngượng đâu. Giỡn lắm bà. Vậy là anh siêu âm được. Nói bậy không? Là hiểu á. Siêu âm là hiểu á. Rồi, để nghe nghe bạn, để nghe ngày đẹp của thằng Lâm phát biểu nè. À, hôm nay cũng là cái dịp mà lần đầu tiên em và anh Lâm với anh chị Phi gặp gỡ nhau tại nhà anh Nam. Tại nhà anh
Ai rùa đi ha. Còn gọi danh nữa rồi chết rồi. Cái này nickname là tới chị nhắc lại. Dạ. Thì em cũng rất hân hạnh được biết anh chị Phi. Rất tiếc là anh Toàn không, anh chị Toàn không đến. Nhưng mà chắc là lần sau có dịp mà lần sau. Cảm ơn anh chị Phi đã bỏ thời gian đến đây chung vui với anh Ái và anh Lâm. Rồi, hay quá. Rồi, bye bye. Chúc bạn nhé. Chúc tôi đó hả? Chị phát biểu đi chứ. Ủa vậy hả? Chưa chuẩn bị. Hôm nay thì tôi với ông Phi thì cũng đến đây tham dự với lại anh chị Lâm với lại anh chị Ái, đến gia đình anh Ái để mà chơi vui với bạn bè. Trong bao nhiêu năm mỗi lần bạn bè gặp nhau thì cũng là cách xa, thì tình nghĩa bạn bè rất là quý. Thì chúng tôi thì khi nào mà biết có những bữa tiệc anh em họp mặt dù nhỏ dù lớn, chúng tôi đều dành thời gian với nhau và đến gặp mặt nhau, rất là cảm động. Và chắc chắn khi gặp nhau ở yêu tình. Anh chưa? Chưa. Vui quá. Được, vui quá. Đây thì hôm nay đúng ra thì hơi thiếu thằng Toàn chút nhưng cuộc vui vẫn trọn vẹn thôi. Hy vọng anh em mình còn sức khỏe, còn gặp nhau trong nhiều năm tới, chứ không phải riêng năm tới. Đúng, rồi, đúng. Cho tất cả sức khỏe và chúc ngày hội ngộ sắp tới. Đại diện để giờ im luôn. Đại diện để cho mấy nữ phát biểu của mày lớn lên đây. Đại diện nhường. Phi không thể uống thêm chút nữa hả? Thôi mày, nhiều đủ rồi, uống đủ tình rồi, nghĩa đủ. Thôi không, cái tặng cho mấy em không?